Đức Bà Thơ Nguyễn xúc động vì một câu nói của mẹ ruột hé lộ điều quan trọng nhất cuộc đời. Giữa lúc được khán giả yêu mến, YouTuber Thơ Nguyễn lại gây tranh cãi dữ dội với ồn ào với diễn viên Nhí Bảo Ngọc. Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, Thơ Nguyễn cũng tuyên bố dừng lại, không làm YouTube nữa. Hậu giải nghệ, Thơ Nguyễn cho biết cô đã dọn về quê sinh sống, làm rẫy cùng mẹ ruột. Đối diện với bão dư luận, nữ YouTuber cho biết bản thân thấy sợ và tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại. Chưa hết, Thơ Nguyễn cảm thấy thoải mái về được làm những điều mình thích. Hơn hết, mẹ ruột cô luôn đứng phía sau động viên con gái. Mới đây, trên trang cá nhân, Thơ Nguyễn tiếp tục hé lộ suy nghĩ của mẹ ruột về công việc làm YouTube của mình. Cô viết, má, ở đây người ta đồn là vì fan con lớn hết rồi, nên con có chiến lược đóng kênh đó để thay đổi nội dung cho người lớn. Tôi, má nghĩ sao? Má, mắc cười chứ sao? Không ai biết, tưởng ham lắm. Làm đi rồi biết. Tôi, làm rồi mới biết, nó hại má ha. Hai má con cùng cười hí hí. Tôi, mai hai má con lại vô rẫy, má yếu rồi, con sinh ra cũng yếu ớt sẵn nên chẳng làm được gì nhiều, chỉ làm mấy thứ lặt vặt mà vui. Mỗi ngày đều thấy nhau, được làm cùng nhau, sau này các bạn già, các bạn sẽ hiểu ở bên má là quan trọng nhất, hơn cả tiền tài và danh vọng. Ý là giờ mình già đó. Qua đoạn hội thoại mà Thơ Nguyễn vừa hé lộ, có thể thấy mẹ ruột nữ YouTuber rất thương cô, bà thấu hiểu những khó khăn và áp lực mà con gái mình đang phải hứng chịu. Có thể nói, chỉ cần nhiêu đó, Thơ Nguyễn đã cảm thấy an ủi. Phía dưới bài viết, nhiều fan để lại bình luận động viên cô. Giờ má hai vui thì hai cũng thấy vui. Hai má con hai vui vẻ cùng nhau mỗi ngày là được rồi hai ha. Không cần gì to tát hay nhỉ. Chưa hết, một số người mong mỏi Thơ Nguyễn sẽ quay vlog một ngày làm rẫy. Song cô nàng nhanh trí, từ chối với lý do. Chị sợ rồi, nghĩ lại ngày xưa, chị thấy chị giỏi, vượt qua được hết, giờ chắc chịu á. Kênh YouTube của Thơ Nguyễn tên thật Nguyễn Hồng Thơ, từ khi thành lập đã sở hữu lượng người đăng ký khủng 10,3 triệu lượt đăng ký ở thời điểm hiện tại và nhiều video đạt hàng triệu view. Tuy nhiên, song song với thành tích là nhiều thị phi, tranh cãi. Tháng 3 năm 2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã xử phạt Thơ Nguyễn 7,5 triệu đồng do video dạy trẻ em xin ví học giỏi từ búp bê ma bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Giữa lùm xùm vụ việc, nữ YouTuber cũng đã tuyên bố đóng cửa kênh và ẩn toàn bộ video. Tuy nhiên, cô nhanh chóng trở lại vào tháng 5 năm 2021 với cái tên Thơ Ngáo Ngơ và chạy đua giành nút kim cương từ YouTube. Tuy nhiên, đến tối ngày 12 tháng 12 năm 2023, Thơ Nguyễn bất ngờ đăng tải video trên YouTube với nội dung có tựa đề Video cuối cùng của Thơ Nguyễn sau 8 năm hoạt động. Trong video đăng tải, vẫn câu mở đầu quen thuộc, chị Thơ Nguyễn mến chào tất cả các em, nhưng nội dung sau đó là lời tuyên bố. Có lẽ đây là lần cuối cùng các em được nghe câu chào này, bởi vì từ bây giờ chị sẽ không làm clip nữa, hay gọi chính thức là giải nghệ đó. Cũng trong video kể trên, cô chia sẻ mình đã đạt nút kim cương, được YouTube tặng cho những người sáng tạo nội dung có trên 10 triệu lượt đăng ký và muốn giải nghệ để sống đúng với bản thân mình. Chị nhận ra một điều rằng làm người nổi tiếng rất khó khăn, chị không được sống với chính bản thân mình, thậm chí đôi lúc mà chị nói lên những ấm ức của bản thân, thì tự nhiên từ một người là nạn nhân chị lại trở thành người đi hại người khác. Nữ YouTuber tâm sự giải bày với khán giả. Cuối video đăng tải, YouTuber Thơ Nguyễn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và nhường lại quyền quản lý kênh cho đồng nghiệp Tiểu Bảo Bảo. Còn bản thân cô đã tập trung vào công việc kinh doanh đồ từ thiện và duy trì lớp học tình thương.